Anh em nào muốn làm giàu lên ngay clmm88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đã vào một cái ad mà có một cái sự bất ngờ dành cho anh em. Đó. Thì cái ad này đang là có một con UR trọng tài đã sắp lượt lên S Max rồi anh em. Đây, trời ơi. Đây cho anh em coi, UR trọng tài sắp lên S Max rồi nha anh em. Ồ, nó đâu rồi đây? 3 sao. Chất thực sự anh em, UR trọng tài 3 sao lên S Max ạ. Thì bạn này cũng đã là thức tỉnh một cái vũ khí của con UR trọng tài rồi, S Max rồi. Đấy, khi mà lên UR, cái con UR trọng tài này mà nó lên S Max á, thì nó sẽ có thể biến thành những cái con tướng SB. Đó, tí hồi nữa mình sẽ đọc những cái ẩn đó cho anh em coi. Ngày hôm nay cũng có khá là nhiều bạn mà đã S Max UR trọng tài rồi, Kuroko nha anh em. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm kỹ một tí để cho anh em coi. Thì cái đâu rồi ta, đây là cái vũ khí cuối cùng để mà lên S Max anh em. Thì đây là chúng ta phải nạp đúng móc anh em, nạp đúng móc nhận quạt cực sốc, nạp 500k có thể nhận ngay hồn vũ khí của UR trọng tài. Hồi đợt là phát cho anh em ri, còn bây giờ là 500k thì phát cho anh em cái vũ khí đó, bán cho anh em cái vũ khí chứ không phải là phát nữa. Đấy, nên là ông nào mà đang chưa thức tỉnh vũ khí thì có thể lấy để mà thức tỉnh ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thức tỉnh vũ khí con UR trọng tài này cái đã nha anh em. Rồi mình kéo nó lên giờ kéo mệt quá anh em. Đâu rồi, em nó đâu rồi? Đây. Rồi bây giờ sẽ cho anh em lên S Max anh em. Thức tỉnh vũ khí rồi, bây giờ cho lên S Max. Khi mà lên S Max thì chúng ta tốn. Ôi, bỏ nha anh em, cái này là tứ môn là bỏ nha. Chà, ấn vô nó chơi là con Airy nó mới ghê chứ. Rồi, bây giờ bỏ tứ môn anh em vẫn lên được S Max nha anh em. Bây giờ thiếu 30 mảnh. Thiếu 30 mảnh của nó. Thì để tăng sao đổi mảnh để anh em. 30 mảnh đúng không? Ok, mảnh thì mình không thiếu. 1.200 mảnh, 1.200 mảnh. Rồi, ok. Đổi mảnh xong rồi thì mình sẽ test thử coi là con UR trọng tài này nó có thể biến được bao nhiêu con tướng SB nha anh em. Đó. Rồi ok, tốn có 6 đá thôi anh em ơi, tốn có 6 đá thức tỉnh thôi, cũng như là hai hồn vũ khí nha anh em. Ok, dứt cái rồi. Lên. Đột phá ạ. À. Đây, lên rồi nè anh em. Lục môn UR trọng tài. À, này không phải là đầu tiên anh em, hôm nay là nhiều ông là lên lục môn lắm rồi. Nói gì coi coi. Kuroko thi triển tuyệt kỹ võ học đỉnh cao, thi triển ngẫu nhiên siêu tuyệt kỹ của một đấu sĩ UR hoặc SB. Đó, chứ không phải SB không nha anh em, SB không thì bá quá, có tỷ lệ ra thêm UR nữa. Mức sát thương kỹ năng thay đổi theo kỹ năng thi triển thực tế. Rồi, ok. Ta thử coi là em nó chơi được kỹ năng ai anh em. Leona. Không, test như vậy. Ôi, biến kêu nét vậy anh em. Đây anh em, test bằng cách này nè. Thử coi biến được SB ha. SB là ai? Thì hiện giờ SB thì có con Mr. Karate, Goeniko. Rồi ai nữa ta? Đây, Mr. Karate nè anh em. Rồi, Goeniko. Rồi, để điểm danh lại có SB coi anh em, Goeniko nè. Rồi, em đét chưa có. Này hôm nay là khá là nhiều SB chưa ra nha anh em. Nên là đây, bác Tùng rồi các thứ nữa. Thì mới có hình như là mới có 3 con anh em ơi, nên là không biết là có nếu mà 3 con SB vậy thì chắc tỷ lệ cao ra là con Mr. Carter là nhiều anh em nhờ. Coi coi mới có 3 con anh em nhờ. Đúng không? Mới có 3 con đúng rồi. Và trong này coi thử coi bộ sưu tập coi. Đúng rồi, hầu như là ý con Asylumson lại con Psyche nữa, quên em. Nãy giờ coi lộn bên. Asylumson Psyche SB nữa nè. Đó, biến ra Asylumson hay Psyche lại ngon. Nhưng mà bị cái là biến con Psyche cùi anh em. Biến con Psyche là không có được cái cổng thời gian đâu nha. Rồi, hiện giờ đang có 5 con SB rồi, 5 con SB.
sau thì nó sẽ cập nhật thêm SP, thì nó sẽ là copy thêm đó, siêu thị kỹ của các SP khác nha anh em. Rồi test thử coi nó có ra được SP nào hay không, hay là không thèm ra luôn. Ura Leona đem led Athen 02 lại ra. Trời ơi, toàn UR không ta. Biết Leona là nhiều, đem led cực kỳ nhiều luôn. Gonit AD vậy cũng nhiều lắm. Khi mà test ở trong này anh em có thể coi được cái tỷ lệ ra của nó liền anh em. Hình như là mình bật S-Max lên chưa ta? Bật rồi mà. Bật S-Max lên rồi mà ta. Tiềm năng nè. Đúng rồi, có S-Max rồi nè. Đấy, có S-Max rồi mà tại sao rồi nãy giờ chưa đó có ra con S-B luôn anh em. Đàn UR cũ không à. Amagusa nè. Đem led. Qnet. Đó, bây giờ anh em có thể trải nghiệm Qnet là hàng phát rồi anh em. Trời ơi, lại Qnet nữa nè. Athen 02, Zero. Đấy. Chưa thấy con SP nào hết nha anh em. Không biết anh em test có ra hay không, chứ mình là test không ra đó. Ở trong này thì không có nhất thiết chúng ta phải vào trận đấu nha anh em. Ứng vào trong này thì nó cũng có tỷ lệ ra rồi. Bởi vì là khi mà chơi siêu thì kỹ nè, thì nó cũng đã hiện ra cái con tướng mà nó copy rồi. Đỉnh thực sự. Đâu rồi ta? Chưa thấy một con SP nào luôn anh em. Vãi đạn thật. Tàn UR không? Amakusa. Ồ cũng ngon đó chứ bộ Amakusa. Ồ biến lại nữa kìa. Ghê. AD gì nó biến lại khá nhiều nha anh em. Đây là con UR fake nha. UR mà còn fake nữa. Nó là phải là SSR đấy. Hồi đó em nó đi cặp với lại con AD kinh dị lắm anh em. Hút máu đồ ghê lắm. Không ra luôn à. Nãy giờ bấm hơi bị nhiều rồi. Athen 02 2 Gnit Leona. Đấy, vòng vòng của nó chỉ biến nhiêu đây thôi anh em ơi. Còn một đống UR khác nó chưa biến luôn á. Đấy, hầu như S-Max rồi nha anh em. S-Max rồi. Chân thật. Chân tông à, chân tông sư võ học. Coi lại tiềm năng coi. Đúng rồi. Hỷ nha. Thức tỉnh tân tông sư võ học. Đúng rồi, bây giờ ép mắt rồi nè, dùng nè. Kỳ lạ thật sự. Ui lát luôn ông ơi. Đây. Siêu tuyệt kỹ võ học đỉnh cao có thể thi triển. Đúng rồi. Đấy, hai cái này nó khác nhau nha anh em. Thức tỉnh từng tông sư võ học. Đấy, mình đã dùng rồi nè. Dùng rồi nè, vẫn không ra được SP nè anh em. Biến kêu nét nhiều thế nha. Bây giờ mà test cái trận đấu mà bỏ UR trọng tài vô thì biết khi nào nó mới đánh ra để SP anh em. Test ở trong này nó còn không ra nữa nè. Chắc là phải đợi một cái bản cập nhật nhẹ để cho cập nhật cái skill cho con SP cho con UR trọng tài Kuroko anh em. Cái này là phải cập nhật ẩn nha. Ví dụ là phải cập nhật ẩn chứ bây giờ là chơi không ra rồi nè anh em. Đấy. Cái skill thì mình đã dùng rồi nè. À, S-Max mình đã dùng rồi nè, đang dùng nè anh em. Đấy mà nó vẫn không ra. Đó cho anh em biết là luôn. UR trọng tài nó vẫn chưa ra là những con S-Max những con tướng SP khi mà nó đã S-Max rồi. Hầu như nó biến ra những cái con tướng UR mà đời đầu anh em. Con UR trọng tài khi mà mới ra nó tàn là chơi skill của mấy con này không à. Ok, đánh thử một trận anh em coi.
Đấy, gắn con UR trọng tài vô duy nhất một em này thôi nha. Tối thiểu phải một nhân vật. Ok. Đây. Đấy. Kiếm mấy ông nhẹ nhẹ đánh thôi anh em ơi. Nhẹ nhẹ đánh thôi. Chứ mạnh quá nó không lại. Ok. Ui 8 triệu, 2 triệu. Ok. Chứ con này được nè. Tỷ thí phát nha. Đấy. Cho anh em coi luôn à, nó có ra SP hay không. Như mình thấy được mà nó không không ra tướng SP đâu anh em ơi. Chưa ra tướng SP luôn. Copy gì mà chưa cập nhật cho người ta nữa, đẹp ngựa. Sợ mỗi Gula nè. Map này sợ mỗi Gula. Thôi tính ra trâu ghê chứ bộ. Câm lặng nữa chứ. Ủa bây giờ bắt đầu thấy đánh nó đau 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 rồi anh em ơi. Kula làm hai quả ép mắt. Chết luôn. Trời ơi là trời. Một đánh sáu không chuột cũng què. Xui xui dính là có hai năng lượng anh em nên là nó đánh như vậy đó. Đâu rồi, ông hồi nãy đâu rồi? Ừ đánh ông này cũng được. Chủ yếu là cho coi anh em coi là cái tuyệt kỹ của nó có thay đổi hay không, nó có copy được tướng SP hay không. Mà vào thì vẫn chưa thấy em nó copy được. Căng quá. What? Đệt ngựa lại nữa rồi. Ok lại nha anh em. Mình nghĩ là nó vẫn chưa copy được đâu anh em. Bởi vì mình test ở trong cái bản city kỹ nên nó vẫn chưa có chưa copy được. Hình như nó phải đi cặp với lại con thứ khác nó mới chơi city kỹ được. Đâu rồi, cho đi với lại ghi đi. Rồi ok. Đấy, test cho anh em coi luôn lên chơi được siêu tuyệt kỹ SP hay không. Nào nãy giờ là nghi là không chơi được luôn quá. Trời ơi, này SP S mắt được con ghi rồi hả ta? Trời ơi. Biến thành con UR phát nữa mới ghê chứ. Kyo phát chứ. Chưa là copy được SP nó bây giờ S mắt rồi nó vẫn chưa được nha anh em. Đây là kết luận cuối cùng nha. Khi mà S mắt rồi nó vẫn chưa chơi được kỹ năng của các con tướng SP. Và chúng ta thấy là đang là có 5 con tướng SP thì vẫn chưa chơi được S mắt của con nào cả. Thì đang đợi một cái đợt gọi là update nhẹ skill cho con tướng UR trọng tài. Thì hồi nãy con Qnet đấm thì đã bị là phong ấn giảm nộ con Kula và cũng như là con Ghi rồi. Ok, trời ơi đấm đau thế nhờ. Ghi ép mắt đánh ảo ảo anh em. Thử coi ra biến cho ai nữa không. Chết tôi, nó hóa giải được kìa. Rồi ông này đóng băng đau thế. Chết luôn rồi anh em. Trời ơi, đóng băng lâu thật sự anh em. Này chắc chơi mất hiệu quả nhiều lắm nè. Kiếm ông yếu yếu đánh thôi. Đấy, chơi thêm một lần nữa mà không được nữa thì thua luôn ấy. Trời ơi, con này có Saiki nữa ta. Mấy ông này có Saiki luôn, ghê vậy. Trời lâu lắm rồi mới thấy hàng đi học anh em ơi. Ok, pha này có biến thành ai nha, không biết SP nổi không, trời trưởng ghê vậy. Cái delete. Đấy, rồi ok, kết luận cuối cùng của mình là con UR trọng tài này thì không có biến được SP khi mà nó ép mắt nha anh em, chưa cập nhật nha. Này là phải đợi thôi. Rồi, ok, thì đó là cái video ngày hôm nay mình đã test cho anh em coi rồi.
Thì em nó thì cũng như cũ thôi. Sau có những cái gì mới hay ho thì mình sẽ làm tiếp video em coi nha. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.